nữa, nó nữa, nó nữa. Trời ơi, nó nữa, nó nữa ơi. Trời ơi, càng đâu mọi người. Để không vô. Không vô mọi người. Ừ, hết hồn rồi. Tôm. Lụm. Ghê tà ơi. Tưởng xảy ra bự hay gì? Tưởng xảy ra bự hay gì? Thả tôm luôn. Thả tôm bờ luôn. Busan. Rồi tôm giam. Khúc này gỗ đang đây nè. Lẹ lẹ luôn mọi người. Con nào nè. Nay nước sớm lắm mọi người. Em đi. Sớm mà giờ còn nước còn vô lém vô rồi. Thôi. Mẹ uống á. Gì má. Tôm. Rồi xé con bự còn con nhỏ rồi. Uống không? Chập trúng cái hết hồng. Đặng à. Mới làm lê lịa thằng nhỏ tiêu thôi hả? Mới sáng sớm mà. Nè. Nghe như ta. Chị bùa hả? Bùa gì nó vô đâu. Cái mấy bờ nó nằm. Ủa, em. Em chụp đó không bị, em tưởng con ấy cây không à, không bị nằm im ngu nha, không dít chặt gì đừng. Rồi. Vớt bạn con nghe. Con gô coi. Mấy tôm bự bự nhỏ nhỏ mò trúng chạy tơ
Mũi cắn. Mũi cắn hả? Về móc ăn cua nữa vậy. Đi khen. Đi buồn đó. Anh chọc nha. Ngon dữ chưa? Cái ngon này á. Ngon chưa? Ngon. Rồi bỏ đi. Béo quá cái xỉn luôn á. Nằm phơi thay hay gì? Chắc lên nằm phơi nắng. Gì má. Tôi nằm trời nắng là đừng phơi nắng đâu à. Nó hơi ghê ghê bạn rồi đó. Đâu ghê. Giờ nằm lên đó nằm phơi cái hồi nắng lên là vừa. À vậy. Giờ nó tại tôi nắng. Mấy chuyện gì thấy lạnh quá à. Không đụng cái thứ gì đây nè. Cái buồn cũng hơi nặng nặng rồi đó. Bắt cua. Cái gì ba? Yên tâm đi. Nó không qua khỏi vòng dây này đâu. Nó không qua khỏi vòng dây này đâu. Mình thủ hết rồi. Nó đâu? Nó đâu? Nó phải chặn đường đi nó mới được. Không phải lắc nó lại được cho em. Đúng lê lẻ thôi.
mà không hốt được gì thằng hay gì. Ui xanh. Quạt quạt con cái hối thần ơi, trời. Gì? Bò lên bờ vậy nó phải không? Quần nhỏ dưới nha, chịu không nữa cho bò lên luôn. Nó có hàng lợn. Má ơi sáng sớm mày ngủ của nguyền rồi vậy. Chưa dậy nữa được. À, nó dậy chứ đừng nói sáng nằm phơi nắng. Nằm phơi nắng là nằm chờ phơi nắng đó bà. Thằng hiếm thấy gì? Ôi con càng ơi. Này cũng nó hết biết cái càng mà cái mình ông nội ơi. Thôi. Chán thiệt chứ. Là... Mừng. Ê ê. Ê. Ê, con cá lóc. Đang nằm dạng háng. Rồi chạy ta đây, chạy ta đi qua. Chạy ta đi qua. Mày có tâm dâm rồi tụi. Có gì ngược lên không? Ôi, ôi, ôi. Giống luôn rồi. Ừ. Thấy cho nó. Nó. Má nó kẹp. Kẹp vô nghe cản ba. Đâu anh. Có gớt tính nào rồi. Lộn hết cái tính gốc rồi. Google nội náo không? Chứ mới thấy dịch mới lỗi lên. Đồ xanh.
Mới thấy bạn dịch lội lên thấy hiểu rồi đó. Không có ra đây rồi, được rồi bạn. Cái vô tổng rồi bạn ơi. Nó dễ gì nó ra đây được. Đứng đây mà sao nó dám chạy ra được. Tát luôn. Không lẽ con cái tôm ngay đây được, hai thằng quận bắt được tôm. Đây có hang hả? Cây nè. Được không? Này quá. Nó đó. Em ta thấy càng bự hơn rồi. Càng bự hơn hả? Ừ. Được ém nước lọ tát luôn. Quan vòng nó thử đụng không? Được rồi không? Thấy càng không? Nó xẹt quá là mạnh lắm. Làm gì những bộ những thằng chú không được. Đang chơi ngải. Chơi 13 hành lâu đà hay gì? Đạo của xe anh. Còn con nào nữa ba? Quên vòng thôi, đụng không? Không đụng đi. Con nào đây? Con nước lớn luôn. Dớt con chạn nào. Mắc kẹt, mắc cạn. Càng mắc cạn. Ủa nãy giờ nói chuyện gì không hả ta? Cái mắc cạn thôi, cạn bự đâu được, mắc cạn. À, nó dễ dỗ cái càng mắc cạn. Nước cạn rồi, nó mắc cạn kìa. Anh mò nước cạn, anh mò nước lớn. Nãy giờ nói chuyện nó hơi căng căng rồi đó. Đúng không? Dạ anh mò nước cạn hay mò nước lớn, nói em nghe. Nước lớn rồi nè. Chưa, nước chưa lớn, giờ còn mắc cạn, còn mắc kẹt chứ lắm. Thấy hơi ghê ghê bạn ơi bạn. Đâu ghê bạn ơi. Tôm phơi nắng. Phơi nắng. Nên ấy cho nó chắc da chắc vỏ hiểu không? Trời ơi thêm mắc cạn cái nữa. Hơi ghê ghê gì đó. Gịch nó. Mình thấy nó mò à, bò à. Nữa hả?
Ghê không? Cái bọ này nè, trong hốc này nè. Con thì chắc ra còn con mẹ con cha không đây. Nguyên gia đình luôn, dòng họ. Bò ngang ngang mà thấy ghét. Làm lại nhau. Ê. Hay là võ công. Hay nội công hậu không? Biết rồi, sáng giờ. Ghê chứ gì. Ghê rồi đó. Bạn thấy tôi ghê rồi chứ gì rồi. Nói chuyện với bạn không á, tôi thấy ngon rồi nè. Xanh. Hơi nhức nhức cái đầu rồi đó. Trời ơi. Hoài à. Tay mẻ với tờ. Tôi dám sấy được nha. Càng sấy lìa tay dục à. Nóng á. Gì? Mẹ. Đó là gọi là sanh nghề tứ nghiệp á hả? Đỡ sấy không càng bự chắc xả. Xả lộn nhổ chắc đứt luôn quá. Sẵn có thùng bỏ thùng luôn không? Nói em mà anh tin. Nói em nói chuyện lạnh sống lưng mà anh tin. Ê, ê, ê. Đau quá. Đau xanh. Vậy mà này nó không kẹp cho các bạn là. Nó kẹp cho các bạn xe xe đâu rồi. Thôi chạy. Thế là chịu rồi. Nó đâu anh tưởng cây gì không mà tự nhiên nó sột sột. Nhát luôn, quà ghét nhát luôn. Nhát luôn. Rồi, sư phụ. Đâu cái ra ta, ở đây đâu có hang hốc vậy ta. Không rồi, coi chuyện cái hang đẳng á. Hàng đẳng á, bữa hàng bữa mình thăm á. Thôi nhát rồi. Nhát luôn. Cái tôi thọt con hàng rồi nó mới chạy ra đổ vợ ngoài luôn. Giờ nó cầm kiếm nó xông ra ra ngoài luôn. Nó nấp nữa. Y như con YouTube mà không chó cái cầm ấy ra. Con chó là cầm dao hả? Dán vào dí hả? Ôi chạy. Nhát luôn. Nhát hả? Nè mình đi mò gặp thon thứ dữ không ơi. Này chắc còn sót lại nó ra không kịp quá à. Chứ nước này mà đâu còn của biển. Mò trong mấy cây á mới kéo nó ra được. Nhát rồi thanh đi nhát rồi. Ôi, sáng cá hả? Ông đi đây hả? Sao? Nhát rồi, này nghe bụt bụt cái dục luôn à.
ăn cá. Ôi vợ nó ngoài luôn ba ơi. Vậy đúng rồi, vợ nó ngoài luôn. Đâu có đồng hàng nữa, đầu thọt nhất đâu. Cây cũng nhàn ha. Giờ nó ra ngoài nó chơi luôn rồi. Vợ luôn rồi. Đá nước lớn cầm cánh này nữa. Nó chơi nói trời chiêu khoái nha mọi người. Mấy ra vài con kẹp vậy cũng ráng chịu à. Đâu vào đâu, kẹp tầng đi trước chứ kẹp tầng đi sau đâu. Đâu anh em mình đi mò cũng mặc quần jean không nha mọi người. Gặp mà mặc quần thể dục thể thao à, xong. Ờ kêu như nãy như con tôm em cũng chết, đường như con cua anh cũng chết. Chỗ con đút đút tay vô đi kẹp cái phập nữa kìa, có không? Ê, ê, có tôm mùa teo rồi sảy không sảy đâu sảy tôm đâu mấy được cho lên bờ đi chứ được. Đấy. Quá im mọi người đấy, né mặt em ra rồi nãy kẹp dưới giữa kẹp tên nữa xui luôn á. Có gì không? Còn nổi cây hả? Ngon quá chứ. Im. Cắm xuống này mốt bắt tiếp. Còn con cua biển. Còn con cua biển đâu á? Còn mất giảm đi. Nhát rồi chứ gì? Nhát rồi đó. Yếu dữ à anh trai. Ủa đưa nó kẹp thôi. Sáng rồi mọi người. Cảnh này thật quen thuộc. Ta đã nhìn thấy ở đâu rồi? Không có ăn. Đồ uống rồi chứ bắt không được làm chó. Đụng gì? bỏ. Tay mẻ hay gì á? Chứ không phải đụng cua xong rồi nhát tay nó mẹ đi bày đạt. Nó nhát thiệt á ba. Nó giờ luôn. Thì nó mẹ vậy đi rồi nhát đi bày đạt. Cua này nhỏ hơn cua không? Vậy, nhỏ hơn. Cỡ 8-10 á. Nó đâu mà nó tự nhiên sọt sọt, quýt quýt cây gì vậy ta? Lên đi. Rồi, xong rồi. Dùng đuôi thằng trăm kẹp nó lên hả? Bữa hả, hôm kia chắc bự hơn đại ca. Đại ca nó có thế nó chém được. Này đàn em mới ra nghề. Mới ra luôn mà chưa có kinh nghiệm đâu có chém được. Chưa vậy ta bị anh chụp dao rồi. Đây có càng á, ngồi chặn tiếp nè. Giờ mà lên con càng mà càng cua. À, có vợ đụng cua nó về luôn. Vậy càng cua vợ chạy sàn sàn đây sao bắt à? Bỏ luôn. Nãy nó cạn mấy ấy được chứ vô đây vậy trúng nó chạy mất. Để bắt được nó. Vậy chứ cũng gán quơ à. Gán quơ. Lẹ luôn. Hên là con cua nó không bắt được mọi người. Gặp ổng mà không bắt được, ông tưởng tôm sảy ông bỏ em sao em lùa thấy mẹ mà.
nói ra ủa sao mới xảy con càng á, cái ở sau em lùa tới rồi xong cái gì cũng càng càng cua nó quất cho một bạn là rồi luôn á. Ở dưới ta em là còn cay cú vô con tôm lắm á, tôm bắt mẹ đi rồi bà kịp hụt gì đi cho thằng á, sao kẹp thằng á sao. Cua này nhát tay đâu kìa thằng mã không tự nhiên đường không có thấy chạy bập rồi chạy hơi mù lên luôn nữa rồi thằng mã không tự nhiên cái bà trên phóng xuống mới ló đầu phóng chạy bịch lại muốn ăn mã rồi lên. Đi lên. Gì trời? Nó là như ma thôi. Bắt được con à? Bắt con gì á? Rồi đâu má má đậu vuốt vuốt tưởng đâu con tôm. Con cua hay gì? Á đưa gặp đưa ngón tay ra kẹp ngay ngón tay nha trời ơi. Cái sắp cái hả? Nhức nhát. Đưa tay kẹp xong ngớ rồi hỏi mẹ ăn mã không? Ăn mẹ nó. Hoài quá. Ôi ôi, sao con càng hả? Ai biết đâu nè. Anh lấy càng kia đâu ơi? Giấu càng kia đâu? Giấu tôi quần á. Áo đâu đưa đây? Mới hàng chi mới đụng nó lẩm què. Nó có tôm. Giấu cái càng đâu rồi? Hả, còn càng nữa đâu anh giấu đâu rồi? Muốn lấy càng đó nữa không? Muốn. Ý anh là càng cua á hả? Lấy nha. Trời ơi trời. Đây nè, càng đó nè. Mày. Ủa sao này cũng có càng đó ta? Rồi em giấu cái càng đó đâu. Càng mày đâu mày? Nó nói em nó trò gái rồi. Hôm nay có hàng gì vậy? lên. Lấy anh chọt thì ngửi ra sao lưng thì chết em à. Trong đây. Đây có hang thiệt nè. À. Ừ. Ôi, chút chọt chọt vô chạy qua đây đi. Không á. Cây vậy nè. Bao. Chọt chọt nó ra lẻ ăn cái nữa hả? Cánh một cái ối rồi ôi. Sân trong nắng mưa đã thay mây mùa. Rồi anh em mình cũng về tới nhà mọi người. Đi anh em đi từ sáng 5 giờ sáng mọi người. Mà nước lớn rồi. Nay cũng ổn ổn nha mọi người. Có nhà cô em rất là. Ê, bậy ngang ở đây nó chạy ra nó không thấy. Ôi thấy cái cặp càng uy tín không? Uy quá uy tín. Bắt nó lên ngay. Đó được. Ủa giờ cả hải vô nha. Chơi nè mày. Nó chơi thiệt á. Nó chơi kìa. Lấy hèn ra chơi ơi. Thôi chơi về đi. Ừ chơi về đi. Đừng buông tay nẻ tay kia nha. Đó quá đã. Cua mọi người. Cua này nhỏ hơn quá hả? Với mớ tôm nè mọi người. Đó.
không được, chắc cỡ ký á. Này chắc tới mốt, mốt canh nước kiểu này chắc mốt anh em mình đi bài sáng. Đó, cua đá mọi người. Cua này chắc đâu đâu bữa bị kẹm sao đâu. Bỏ nè canh nước đi. Rồi, cuối clip cũng chúc mọi người một ngày mới dồi dào sức khỏe nha. Có mọi người có thương anh em mình nhớ chia sẻ đăng ký kênh giúp anh em mình nha. Chia sẻ mạnh mạnh vô. Nhớ bật thông báo nha mọi người. Đúng rồi. Comment rồi cho mình biết đâu mọi người. Chơi chơi đại đi anh em mình trả lời hết trơn à. Vậy nha, máy yêu à. Chào tạm biệt.